cả nhà nói với nói giúp chị là trường trung học cơ sở luôn thầy. Trường trung học cơ sở Ngô Mây. À, trường trung học cơ sở Ngô Mây nha. Chị đếm 1 2 3 cả nhà mình nói nha. 1 2 3. Trường trung học cơ sở Ngô Mây. Yeah.
đó mà đùng đẩy dừa cho người này người kia cả lớp lên luôn, khỏi ai dừa ai nè, cả lớp mình đang chết luôn luôn nào. Thấy chưa, trời ơi, đấy đứa nào không lên mai tao phạt mỗi đứa 10.000 đấy. Hãy tuyên tuyên ngôn đóng giả như thế. Ơi bạn này đấy đấy, rồi cái đứa cùi chị lên luôn. Lên luôn, từ từ lên đi, đi nào, lâu lâu thì mới ghé lên sân khấu thế kìa, lâu lâu thì mới ghé lên, tại muốn ăn chị lớn lên nữa rồi. Đây lấy đứa cả lớp mình lên luôn nha, có quà đấy, có quà, không nên là nuối tiếc rất là nhiều thùng quà luôn. Chị Ba thấy quà chất quá trời ngoài xe luôn. Rồi bây giờ nha, bài hát tiếp theo bài gì bỏ anh? Tâm sự cứ người lạ đi ha, mặc dù là mình cũng hơi quen nhau rồi nhưng bài mà này quen lắm, nhưng mà mình cứ tâm sự tiếp. Vừa nhảy được mà vừa hát cho được luôn. Rồi lấy nhạc đi anh Bằng Cường ơi, nào lấy nhạc luôn. Còn chơi gì nữa, sung quá rồi trời ơi. Này để chờ là có lỗi lắm. Lâu lâu thì còn các bạn ở dưới thì giúp chị Bảo Anh Bảo Trân vỗ tay nha. Vỗ tay rồi giơ tay như thế này nè nha. Mình không có chịu thua ở trên nha. Cánh nào dừng không phải xung không kém nha. Ê đâu, các bạn ơi, tay đâu, tay đâu. Yeah, come on.
tỉnh rồi. Hát nữa không? Hát nữa. Các em ngồi dưới đây chưa tỉnh lắm. Các em lên trên sân khấu chắc chắn là tỉnh rồi. Cô bé vừa rồi thì chị Bảo Trân và anh cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các em rất là nhiệt tình, rất là dễ thương luôn. Bởi vì khi mà một người nghệ sĩ đứng lên sân khấu thì cái điều quan trọng nhất á, hơn cả tất cả mọi thứ luôn, về những cái thứ giống như là mệt mỏi hay là vật chất, thì cái tình cảm ứng cảm của khán giả dành cho nghệ sĩ là điều thiêng liêng và quan trọng nhất. Thấy các em cùng hòa nhịp với lại hai chị là bao nhiêu mệt mỏi và dường như là tan biến, thực sự là như vậy luôn. Cho nên là chị cũng muốn các em được vui, được có một cái giây phút, một cái kỷ niệm đẹp cùng với hai chị, cùng với âm nhạc của hai chị. Có thể là các em bây giờ chưa hiểu những điều chị nói, nhưng mà những cái kỷ niệm này rất là đáng quý. Nếu muốn em lớn lên khi mà nhớ lại cái ngày hôm nay thì có thể sẽ là cho em mỉm cười, và cũng như là cái hành trang cho mình sau này, cũng như là nhớ ngày hôm đó mình rất là bản lĩnh, mình đã lên sân khấu này để cùng hòa mình cùng âm nhạc cùng với tất cả mọi người, cũng như là một cái giống như là sau này em còn cái công việc của em còn phải đứng ở trên sân khấu để giao lưu với mọi người ấy, thì cái điều đó cũng là một cái điều rất là đáng quý, và mình cũng tự phát hiện ra bản thân mình rất là đáng lớn. Okay. Đúng không bọn anh? Dạ vâng, đúng ạ. Đúng ạ, chị biết đúng ạ. Dạ vâng, đúng ạ. Các em xung quanh thì bọn anh chỉ biết nói chữ đúng ạ. Và cảm ơn các em rất là nhiều, và hy vọng là sẽ có một cái dịp nào đó về thăm các em lần nữa nha. Còn bây giờ thì xin mình dừng sân khấu lại cho chương trình chính ngày hôm nay. Các em sẽ nhận được quà đấy. Chị Anh nói là có quà, rất là nhiều quà luôn. Thôi bây giờ cùng chờ đợi nha. Bye bye các em. Bye bye các em, hẹn gặp lại cả nhà nha. Rồi các bạn nhìn đây nào. Rồi thả tim, thả tim, thả tim. Rồi một hai nha, một hai. Yeah. Trường trung học cơ sở Ngô Mây nha. Thì đến 1, 2, 3 cả nhà mình nói nha. 1, 2, 3. Trường trung học cơ sở Ngô Mây. Sao dễ thương quá. Các bạn tranh thủ tình hình với chị lại đó để các bạn cùng tình hình. Thầy chưa có kiểu nào thì cả hai trường thôi. Em cảm ơn. Rồi, chị ơi, hai chị ơi cho em xin phép một chút nha. Okay. Mình chụp một chút xíu rồi mình ổn định chỗ ngồi vì chương trình mình còn dài nha. Rồi, bác ơi tập cho em kiểu. Đọc lại tên. Rồi, dạ. Tên chung là Bảo Anh Bảo Trân Trinh Nam. Rồi. Rồi cho thầy chụp với chị một kiểu ra chị ơi. Dạ, hai chị chụp bây giờ mình nhìn sân khấu lại. Rồi, chụp cho thầy kiểu. Dạ, rồi. Rồi, nhờ nhờ, hai bạn lại ra cho chú này kìa. Lát nữa đi, lát thì nữa lại kìa. À, rồi, tí ra. Bây giờ các bạn nồn vỡ vào một, ví dụ một người xong rồi lên nộp cho chị đi để chị dễ ký cho các bạn không có bị tan hàng. Rồi. Nha, một lớp đại diện một người thôi nha. Rồi, ok. Rồi, cái này kìa lại. Rồi. Rồi, cảm ơn thầy. Dạ, thầy. Rồi, bây giờ nào, bạn nào muốn xin nhật ký của hai chị, các bạn tập trung qua kia kìa. Đó, ra cái bàn hồng kia. Rồi. Và chương trình ngày hôm nay chúng ta đã được gặp gỡ giao lưu các ca sĩ, rồi chúng ta được nhận món quà, và đặc biệt là em học sinh chúng ta có thêm một phần máy mới để học tập môn tin học. Thì rất là cảm ơn quý vị đại biểu, các anh chị trong chương trình tổ chức nhân ái, quý vị đại biểu là lãnh đạo chính quyền địa phương, ban đại diện các bạn học sinh đã cùng người tham dự chung vui với em trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng bóp đi lóc á, chúc đẹp vào nhà Ti nè. Ok, Bảo Anh lên đây cho em với. Thôi áo của em mà sao em không đi đi cô, em sao đi chị, thì em coi chỉ nào giỏi nha. Rồi của bạn nào đây? À, bây giờ mình gom vào một chồng đi, xong cô ký hát nha. Hay là có nhờ sợ nhờ nhầm lẫn nhau không? Đây của em không? Đây của ai nè? Em là cô. Nè từ từ nè các bé ơi. Đây của bạn nào đây? Ui. Cái miệng khỏi giá đây. Ui. Cái miệng khỏi.
Các bé nhớ follow YouTube để thấy mình nha. Bạn nào mà muốn thấy mặt mình á, chỉ có quay lại các bạn đó. Kênh YouTube là Bảo Anh, Bảo Trân, Gemini nha. Gemini Gemini nha. Đâu rồi? Đợi chị xíu nè. Đợi chị xíu nha. Này của ai? Đại áo luôn hả? Này. Đây. Chị mượn. Ok. Cảm ơn chị. Này của ai đây? Bút của ai? Chị chờ chị xin. Rồi. Rồi 3 chữ ký luôn ha. Cái đồ xấu quá thì chị vào xuống đây. Dạ. Nè nè, có bé nè. Cái mùi này sẽ như thế nào hả? Rồi đây. Nghe mang máng nãy giờ. Cảm ơn em. Trường Trung học cơ sở Ngô Mây.